Thầy chào các con. Có trò hỏi thế này. Con đi làm thuê rồi con tiết kiệm tiền. Con lấy tiền cúng dường có được không? Cái chỗ này thầy xin trả lời như sau. Cúng dường những người tu chân chính là cái việc phước đức. Nhưng phải cúng dường đúng chánh pháp. Cúng dường cho những bậc nghiêm chỉnh, tu hành, đức hạnh, giữ gìn giới đức, giới hạnh, nghiêm chỉnh, giới luật mới có phước. Cúng dường bậc ly tham là phước điển vô lượng. Còn cúng dường cho những bậc thầy ăn trên ngồi chốc, sống hưởng lạc, lấy tiền đàn na xây cung điện, xây tham giữ tài sản, rồi xe cộ, sống như hàng phú tăng ấy, cúng dường như vậy là cúng dường tiếp tay phá Phật giáo thì không có phước. Thế tất nhiên thì cúng dường các con nghèo khó như vậy, biết cúng dường là điều tốt, nhưng các con phải học đức Phật dạy như thế này này. Dẫu lợi mình bao nhiêu, lợi người bao nhiêu, dầu lợi người bao nhiêu cũng không quên lợi mình. Các con phải biết sống thế nào là lợi mình, lợi người. Làm sao để cái đồng tiền cúng dường ấy nó không làm khổ mình. Đừng tham cúng dường. Đừng mê muội cái kiểu như là kinh sách nói láo dạy. Bán hết nhà cửa, con cái, rồi tài sản đi để cúng dường để mình rơi vào nghèo khổ. Nó không có đúng đâu. Đức Phật thương yêu chúng sinh, đệ tử thương yêu chúng sinh, đệ tử Phật. Làm sao đi làm như vậy? Làm sao có cái kinh sách nào dạy người thất đức như vậy đâu? Không có. Như vậy ở đây chúng ta cúng dường biết bớt cái phần cuộc sống của mình, san sẻ, giúp đỡ người tu hành, nuôi người tu, lập thất cho người tu chân chính. Chứ không phải là cúng dường như các tổ dạy là xây tổ chùa, dựng tượng, đúc chuông. Đấy là cái kinh sách của Trung Quốc ấy. Cung điện xa hoa như vậy. Không có lợi. Tu hành thì một người tu hành sống thanh bần, mái nhà tranh cũng tu được. Làm sao mà nó có nơi ăn chốn ở. Tu hành là được, sống thanh bần. Chứ đâu cần cung điện xa hoa như vậy. Giải thoát đâu ở cái cung điện xa hoa. Đức Phật từ bỏ ngai vàng đi tu cung điện xa hoa. Ngài nào ngồi vào chỗ đó? Nơi đó không phải nơi thanh tịnh. Nơi tài sản vật chất xa hoa không phải nơi thanh tịnh. Cho nên vị thầy mà cứ đi xây cung điện tịnh xá đẹp to rồi cầu Phật cầu, đấy là những vị thầy tà kiến mê lầm, đừng có tin. Thế còn ở đây cúng dường là biết lợi mình, lợi người. Mình cúng dường đừng có làm khổ gia đình, làm khổ cuộc sống của mình để mong cầu điều chi. Công đức lớn nhất là công đức tu hành thiện, sống thiện chính là công đức. Công đức làm sao mình sống đúng giới luật, mình sống không ác, mình sống gieo hương lành cho đời. Đấy là công đức. Còn cái phần dư phước báo, cái phần có phước báo mình cúng dường chư tăng ni cư sĩ tu hành, lập thất nuôi người tu. Như vậy, chúng ta công đức như vậy. Chứ mình lợi người bao nhiêu nhưng mình đừng quên cái phần lợi mình là chăm lo cuộc sống, tu hành thiện mà có cuộc sống yên vui, chăm lo cho cuộc sống gia đình nhà mình đối với cư sĩ biết cúng dường. Nuôi vợ và nuôi con là điểm lành tối thượng. Biết hay nghề nghiệp giỏi là điểm lành tối thượng. Thường tới gặp sa môn là điểm lành tối thượng. Giác ngộ lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điểm lành tối thượng. Chúng ta sống và đi từng bước chắc chắn từ đời cư sĩ theo thứ lớp bát chánh đạo. Chúng ta đi lên đến cuộc sống hạnh phúc. Cho nên cúng dường mình cũng phải biết. Dù cung kính bao nhiêu, đây là thể hiện cái lòng thành tâm, tùy tâm. Tùy tâm mà cúng dường. Đừng có bắt ép mình phải làm thế này, làm thế kia.
đừng có làm cho khổ mình, cúng dường mà để khổ mình, để con cái không có tiền ăn học là cúng dường không đúng rồi. Không ông Phật hay đệ tử Phật nào nỡ làm như vậy. Ngài Ca Diếp xưa thấy dân chúng nghèo, đi xin mỗi biết không có ăn, Ngài đi xin mỗi nhà một chút thì để cho đủ đầy bát cơm Ngài ăn để sống. Cho nên gọi ông Ca Diếp là bát cơm ngàn nhà, cái đức hạnh như vậy. Thầy Pháp Lưu cũng là đệ tử Phật, cũng biết như vậy. Cho nên chúng ta sống làm sao cho nó đúng, làm tăng ni cư sĩ đúng, và làm gì người Phật tử cho đúng, biết cúng dường đúng chánh pháp.